Bao giờ? Ok. Chú này nguyện ổ kinh rằng muốn lấy làm gì đó, nhìn nó mặc cặp đồ đen. Trâu cái cục mụn. Cửa khóa rồi nè. Cây năng sạch thì khoảng Lê ơi, bay vô mắt vậy gì em thấy đường luôn. Xem gì mà nó ghi vậy? Ba người được xem, 47 người được xem nha. Cái rồi chị không vào nữa, cái nó không có tương tác luôn. Tháng sau là vừa ngủ cũng đi say á, là ngủ vừa đi chạy xe vừa ngủ luôn á, nguy hiểm. Bóp thì còn ý nghĩa gì nữa ha, bóp thì họ vẫn đau đó.
thằng cô nó nghe thôi. Cái này mà quơ mạnh một xíu nó cũng bay.